Số phận cuộc đời. Tác giả Đặng Lê Hùng. Tập 6. Hiền Sẹo chỉ vào tôi mà nói: "Không cần phải đánh nhau nữa, tất cả đứng sang một bên để mình tao đấu với cái thằng nhà quê kia. Thù cũ nợ mới giải quyết luôn một thể, ân oán giữa tao với mày trong ngày hôm nay sẽ xóa hết." "Không cần phải vậy đâu, tôi xin thua và chịu ở dưới trướng của anh. Ân oán nên giải không có nên thắt." "Không được, ân oán này không thể giải quyết bằng lời. Lần trước may mắn mà mày thắng tao, mày làm tao mất mặt không có còn chỗ đứng ở chốn giang hồ. Hôm nay nhất định phải giải quyết một lần cho xong." Tôi không ngờ cơ sự lại xảy ra như vậy. Ai ngờ gặp lại Hiền Sẹo ở trong tù và hắn lại đòi quyết đấu. Chính chuột nó cùng nói: "Đừng có sợ, tao thấy mày cũng khá đó, cứ lúng mãi tụi nó bắt nạt." Tôi nói với Hiền Sẹo: "Lần trước chỉ là tình thế bắt buộc, và chính anh là bắt buộc tôi phải làm như vậy thôi. Lần này có thể dừng lại cũng được mà, sao anh phải cố chấp như vậy chứ? Mày có biết chốn giang hồ quan trọng nhất là cái tiếng, mất tên tuổi rồi còn thằng nào sợ mình nữa? Đi ăn cướp trứng lột mà không có ai sợ, có mà lấy phân đổ cho miệng hả? Kết quả của việc đó là bị tóm vào đây đây nè. Án của tao là 10 năm đó, không có số có má gì thì tụi nó cho ra bả, đừng có nhiều lời nữa." Trong tình hình này, tôi lại bị buộc vào một cuộc đấu võ bất khả từ, không có sự chuẩn bị nào về cả vật chất lẫn tinh thần. Từ hôm bị bắt vô đây, sức khỏe của tôi giảm đi rất nhiều so với lúc ở bãi vàng. Tôi đành xuống trung bình tấn. Như vậy, không có linh hoạt nhưng dễ thủ khó công. Lần trước tôi thắng hắn nhờ mua mẹo, lần này cũng đành kiên trì chờ may rủi vậy. Chỉ kịp nghĩ có vậy thôi, thì thằng Hiền nó đã tung chân ra một cú đá ngang vào mặt tôi. Đá ngang, Võ Thiếu Lâm gọi là bàn long cước, rất khó đỡ và nhanh. Ngoài lực của cẳng chân còn có thêm lực giãy của bàn chân. Nếu trúng đòn này vào mặt thì còn nước bể miệng gãy răng. Tôi lắc nhẹ, nghiêng mặt giơ hai tay đỡ đòn đá. Hiền rất nhanh, hắn đặt chân vừa đá xuống, xoay người tung tiếp cái chân kia. Đòn này của võ Taekwondo gọi là đá ngang. Cái kiểu gần giống cái đòn đánh gót, nó tạo ra bất ngờ và rất nguy hiểm. Tôi có đề phòng nên tránh được cái đòn này. Qua lần giao đấu trước, tôi đã quá hiểu các đòn đánh karate bằng tay lợi hại của hắn, nên cố gắng không cho hắn tiếp cận gần. Tôi buộc hắn phải tấn công bằng đòn chân. Tuy rất mạnh, nhưng không phải sở trường của hắn. Đòn chân thường mất nhiều sức, hắn là người kém độ bền, sẽ nhanh chóng thấm mệt. Lúc đó thời cơ của tôi đã tới. Khác với Hiền Thẹo, tôi học Võ Thiếu Lâm, một môn võ học rất là toàn diện, có độ bền bỉ dẻo dai cao, công thủ đều hài hòa. Các phần như ngạnh công, khinh công hay là khí công đều học rất kỹ. Riêng về phần nội công cũng vậy, có thể vận khí điều hòa khắp cơ thể. Theo lời của ông Chính nói, khí công Thiếu Lâm tự có hai bộ là Tẩy Tủy Kinh và Dịch Chân Kinh. Ngày nay Tẩy Tủy Kinh đã thất truyền, chỉ còn Dịch Chân Kinh. Các bộ quyền pháp phỏng theo một số loài vật của Võ Thiếu Lâm cũng rất lợi hại. Xà quyền, võ rắn, hầu quyền, võ khỉ. Ngoài ra còn có hổ trảo, ưng trảo, tập theo cái móng vuốt của loài hổ báo và chim ưng. Còn có một bộ quyền rất đổi nổi tiếng nữa là túy quyền, tức là võ say. Thế võ biến chuyển lạ lướt giống như người say, làm cho địch thủ mất đề phòng. Trở lại trận chiến giữa tôi và Hiền Sẹo, lần này hắn cũng không có đánh giá chủ quan tôi là đối thủ thấp hơn nữa. Sau mấy đòn đánh hụt, toàn là bị tôi đỡ hoặc tránh, Hiền Thẹo thay đổi chiến thuật. Hắn cố gắng áp sát vào tôi dùng cái đòn đấm chặt hoặc xỉa. Karate là môn võ thuật luyện sức tàn phá của đôi tay rất kinh khủng.
Hiền Sẹo đai đen nhị đẳng cũng xếp vào cái loại võ sư, chỉ tiếc hắn theo con đường tà đạo. Những cái cú chặt, cái cú xỉa của hắn như là một thứ binh khí bằng thép. Trúng đòn của hắn không nguy hiểm mới là lạ đó. Từ đầu tới bây giờ tôi chủ yếu tránh né, tôi cố tình để cho hắn mệt mới tấn công. Hắn là kẻ vũ phu dơ mưu nên không có biết kế sách của tôi. Thằng Hiền nó dùng tay đấm vào mặt. Tôi xòe tay như tàu lá cọ, túm quả đấm, đồng thời tay kia giả cái hổ chảo vào ngực hắn. Miếng đánh này chụm các ngón tay gồng cứng như móng vuốt chân trước của con hổ. Bị bất ngờ, thằng Hiền nó đau quá giật lùi lại. Đòn đánh đã để lại trên người hắn những vệt xước dài rớm máu. Nhưng không ngờ hắn lại bật lên ngay, dùng cái đòn lôi công cước dập mạnh vào ngực tôi. Tôi nhích người ra sau tránh được cái cú đá, nhưng vẫn trúng tay, nó đau tê tê dại dại đi. Trong đầu của tôi nảy ra ý định sẽ sử dụng những chiêu thức mới, đó là võ say, túy quyền. Đây là những thế võ mà Võ Tòng đã đánh bại Tưởng Môn Thần. Đặc điểm của nó là phải uống rượu, giả làm người say lắc lư như đi không vững để đối phương chủ quan, bất thình lình ra đòn thật hiểm làm đối phương không có kịp trở tay chịu thất thủ. Điều kỳ diệu của môn võ này là hình say ý tĩnh, tránh thực, đánh hư, mắt sắc như dao, né gạt, tiến thân, làm cho đối phương không có biết đâu mà lần, bị đánh bại mà không có kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi liếc thấy một chai nước của một tù nhân nào đó, liền nhanh như cắt chụp lấy chai nước giả làm rượu. Tôi ngửa cổ tu một ngụm, rồi bắt đầu qua chân múa tay, lắc lư như người say rượu. Tôi nằm ngửa ra, một bên khuỷu tay và một bên chân chống xuống đất. Tay kia cầm cái chai nước như rót rượu vào miệng. Đó chính là chiêu tiên ông rót rượu. Hiền Sẹo nó nói, con mẹ nó, cái thằng nhà quê, võ tỉnh còn không ăn ai, ở đó mà dở cái võ say ra. Ngắt ngư hoài, cha mày qua hết mắt rồi nè. Mặc kệ cho hắn đèm nhèm, tuy chân tay lả lướt như say, nhưng mắt quan sát rất nhanh. Lập tức, thằng Hiền nó đá vào ngang người tôi. Tôi đổ người sang bên phải lăn một vòng, rồi quỳ hai gối trước xuống ở cái thế tiên nữ dân đào. Không để lỡ thời cơ, thằng Hiền nó xông vào, tôi dùng quầy chỏ bổ xuống đỉnh đầu tôi. Đòn này thật là độc ác, nếu trúng có thể gây chấn xương sọ não. Hắn không ngờ tôi đã dùng song quyền đánh vào chấn thủy của hắn khi quầy chỏ của hắn chưa kịp đụng vào đầu tôi. Trúng đòn, Hiền Sẹo loạn choạng lùi lại mấy mét. Ngay lập tức, hắn hét lên một tiếng, phi cái cú đá bay vào người tôi. Tôi né ngửa người ra sau như người say rượu. Khi hắn vừa đặt chân xuống, tôi lập tức lại bật trở lại, dùng song quyền đánh vào ngực hắn. Hiền lùi ra sau thở hổn hển. Hắn đã bắt đầu thấm mệt. Sau mấy chục giây lấy lại bình tĩnh, hắn không có dùng đòn đá nữa. Hắn lao thẳng vào người tôi, tay phải đấm vào mặt, tay trái móc vào sườn. Tôi bình tĩnh lách người sang một bên. Đúng lúc, người hắn ngang người tôi dùng tay đẩy mạnh vào lưng của hắn. Cú đẩy này thuận theo chiều lao của hắn nên rất mạnh, làm cho thằng Hiền nó chúi chúi rồi ngã sấp xuống. Ngay lập tức, hắn lộn một vòng rồi bật người quay trở lại. Lúc này, Hiền Sẹo đã túng thế, hắn đã thấy rõ sự lợi hại của tôi. Có thể hắn đã nghĩ rằng nếu đánh tiếp hắn sẽ thua, như vậy thì hắn sẽ mất hết sĩ diện, không có thể xưng bá ở trong tù. Tự nhiên, hắn nhảy phát ra rồi kêu lên. Thôi, mệt quá không có đánh nữa. Chúng ta tạm hòa quản đi, ký hiệp định đình chiến. Mày đúng là khúc xương ống không có còn thịt, khó gặp quá. Tôi cười nói, có vậy chứ, sao có phải cố đánh đấm cho nó mệt, tôi vẫn tôn anh là đại ca, là được chứ gì. Mày có bản lĩnh rất khá đó, hãy làm cái cánh tay phải cho tao đi, có tao với mày không còn sợ thằng nào nữa, làm bá chủ nhà tù này luôn. Tôi trả lời, tôi sống cho chính bản thân của mình chứ không có tay chân gì cho ai hết. Kể từ hôm đó, chúng tôi sống hòa thuận với bọn Hiền Sẹo. Hiền là kẻ võ biền thô lỗ, không có biết lễ nghĩa, nhưng lại thẳng thắn. Có điều gì không phải nói ngay, không có để bụng. Ở trên đời, sợ nhất là kẻ nói ngọt. 10 người giọng cứ ngọt xớt, thì cả 10 thằng cái bụng ớt ngâm. Khẩu Phật tâm xà, không có biết đâu mà lần. Tôi chơi thân hơn với Thọ Đen và Chính Chuột.
hai thằng này cũng rất tình nghĩa, biết giữ đạo nghĩa. Hai thằng này cũng rất tình nghĩa, biết giữ đạo nghĩa giang hồ. Một thời gian sau, Thọ Đen đánh nhau với thằng Lừa Trọc. Trong lúc nóng giận, Thọ lấy bàn chải đánh răng đâm lồi con mắt thằng Trọc. Nó bị đưa đi phạt biệt giam rồi chuyển sang phòng khác. Chính Chuột cũng chuyển đi luôn, còn mỗi một mình tôi ở lại đó. Cần nói thêm rằng, mỗi tù nhân được phát hai bộ quần áo kẻ giống như cái màu áo đội tuyển Juventus. Mỗi lúc đi làm xếp thành hàng, nhìn cũng rất đẹp mắt. Mỗi tù nhân chọn một nghề và tôi chọn cái nghề thợ may. Một nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo và sự kiên trì bền bỉ. Thời gian đầu chưa có quen, suốt ngày làm đứt chỉ, sâu kim tới tét hết cả mắt. Ở tù chỉ thấy khổ mấy tháng đầu, chứ về sau quen đi rồi cũng thấy bình thường. Nếu càng mong sớm ra tù thì càng thấy lâu, cứ quên nó đi, coi nó như là một phần trong cuộc sống. Nhà tù là nhà của mình. Thời gian ở tù cũng giống như một giấc ngủ trưa và một cái là hết. Có điều giấc ngủ trưa này đầy những cơn ác mộng khó quên. Ở đời cứ làm sếp là sướng rồi. Ở trong tù cũng vậy. Ông nào làm đại ca trưởng phòng cũng được cơm bưng nước rót. Dân tâm xỉa răng, lúc nào cũng như có mấy thằng lái xe để sai bảo. Lái xe ở ngoài thì có xe hơi để lái. Trong tù gọi là lái xe nhưng chỉ là hầu hạ cho đại ca mà thôi. Khi tắm thì kỳ lưng đấm bóp tổng quốc cho đại ca. Thằng nào kể chuyện hay thì chuyên kể chuyện cho đại ca nghe. Đứa nào hát hay thì hát cho đại ca nghe. Phải nói có rất nhiều người có tài lẻ phong phú và hấp dẫn. Ngoài những bài hát chính thống ra thì hát xuyên tạc là một thứ văn hóa rất phổ biến ở trong tù. Trong phòng có lão đại hói, đã hơn 60 tuổi. Lão này trước cũng làm sếp ở bên ngoài, nhưng phạm tội hiếp dâm trẻ em. Đã vào tù thì thằng nào cũng phạm tội cả, nhưng tội hiếp dâm là bọn chúng nó rất ghét. Lão thường xuyên bị bọn hiền xèo đánh đập và bỏ đói. Người nhà tiếp tế đồ ăn vào cũng bị chúng ăn hết. Thỉnh thoảng bọn chúng lại kêu hai tên lâu la giật ngửa lão ra, rồi tóm lấy cái cửa quý của lão mà xóc lọ cho ra hết cả nòng nọc. Dạ rồi mà còn đỉ hăng cà hăng cật, thích sướng tụi tao cho mày sướng cả thể luôn. Tôi thấy thương cho lão nên ra mặt can ngăn, từ đó chúng mới thôi không có hành hạ lão nữa. Một bữa trong giờ giải lao, thằng Thọ nó đến tìm tôi. Nó gầy gò hốc hác, mặt mũi đầy vết thâm tím. Sau cái vụ đánh nhau đâm lồi mắt thằng Trọc, nó bị biệt giam, sau đó đến một phòng khác. Phòng này rất lớn, có đến hơn 70 tù nhân. Trưởng phòng này là tên Sơn Thối. Nó là thằng đầu gấu có hạng, lại là đại ca cũ của thằng Lừa Trọc nữa. Nó muốn trả thù cho thằng Trọc nên gây sự đánh Thọ. Thằng Thọ nó đánh không lại nên suốt ngày bị nó hành hạ đánh đập. Thọ nó muốn nhờ tôi can thiệp giúp. Tôi kêu nó cứ về đi, tôi sẽ có cách giúp. Đến tối tôi kể chuyện với Hiền Sẹo, hắn nói: thằng đó cũng không có phải là loại dừa đâu. Nó học môn phái Thất Sơn Thần Quyền, đã từng đánh bại nhiều đối thủ rồi đó. Nhưng không có sao đâu, mày cứ nói với nó là mày là đệ của Hiền Sẹo, tao nghĩ nó cũng nể nang phần nào. Chiều hôm sau, trong lúc giải lao, giờ này một số phạm nhân được đưa ra một cái sân lớn để thư giãn. Một số thì chơi thể thao, số còn lại ngồi túm năm tùm ba. Tôi nói thằng Thọ dẫn đến chỗ của Sơn Thối. Sơn Thối là một cái thằng có bề ngoài rất hàm hố. Y có cái đầu như trái dưa hấu, xăm trổ dằn dện. Người y cơ bắp nổi cuồn cuộn, rõ là một kẻ võ biền đâm thuê chém mướn. Nghe nói hắn học Thất Sơn Thần Quyền, một môn phái xuất phát từ vùng Nam Bộ. Cái loại võ này có rất nhiều sự thần bí mà không có ai lý giải được. Tôi vừa mới tiến lại trước mặt Sơn Thối, chưa kịp hỏi, hắn đã lên tiếng trước. Mày là cái thằng mặt xấu chân tay bẩn nào, từ đâu tới đây? Tôi từ chỗ của Hiền Sẹo tới. Có việc gì? Nói ngay, ta không có nhiều thời gian đâu. Thọ Đen là đệ tử của tôi, mong anh để mặt bỏ qua cho nó. Thọ Đen làm chột mắt thằng đệ của tao, nên tao phải trả thù cho nó. Thằng Hiền Sẹo ta còn không coi ra cái đinh gì. Mày là cái thằng cha căn chú kiết nào mà tới đây đòi phải nể mặt chứ? Vậy tôi phải là cái gì anh mới tha cho nó? Con mẹ nó, nói nhiều quá, lượn đi cho nước nó trong.
coi chừng chết mà không kịp ngáp bây giờ đó. Anh thật là quá đáng, tôi đến tận nơi để xin mà không có thèm nể mặt nữa sao? Sơn Thối trợn trừng mắt. Tao vậy đó, làm gì được tao? Mày là lại muốn ăn đấm hả? Đấm thì đấm, sợ cái gì chứ? À, cái thằng này lại chán nhân gian, thích vào quan để ở à? Nói xong, hắn đứng bật dậy, tiến lại chỗ của tôi. Hắn dừng lại, chắp hai tay đằng trước như mô Phật, rồi lầm rầm khấn bái cái gì đó. Tôi biết hắn đang niệm thần chú để nhập đồng, rồi hắn bắt đầu xịt xoạt như người sắp lên đồng. Tôi biết thời điểm đó chính là lúc chuyển giao giữa con người và quỷ thần ở trong con người hắn. Lúc đó cơ thể ở trạng thái vô thức, chớp lấy thời cơ, tôi tung lên cú song phi đảo sơn cước vào mặt của Sơn Thối. Hắn học lên một tiếng như heo rồi đổ ra bất tỉnh. Cuộc tỉ thí với Sơn Thối chỉ diễn ra trong mấy chục giây. Điều này cũng mang lại những danh tiếng cho tôi. Các tù nhân khác cũng luôn nhìn tôi bằng con mắt nể phục. Con người ta quan trọng nhất là tạo được cái tiếng cho mình thì mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Trong thời gian ở tù, có một lần anh Tỉnh đưa qua đến thăm tôi. Chúng tôi hứa hẹn với nhau rất nhiều điều. Em hứa sẽ chờ tôi ra tù để làm đám cưới. Ngày mùng 3 tháng 3 năm đó là cái mốc quan trọng nhất cuộc đời của tôi. Tôi được trả tự do sau 18 tháng tù đầy giam hãm. Sau một thời gian lao động ở trong tù, họ cũng trả cho tôi một số tiền phụ cấp để có tiền tàu xe về quê. Bước chân ra khỏi nhà tù, bầu trời u ám, trên đầu tôi bỗng trong xanh sáng sủa lạ lùng. Từ nay, tôi có thể đi lại tự do bằng chính đôi chân của mình. Cái giá của sự tự do thường phải trả rất đắt. Tôi đón xe về thẳng làng của ông Chính. Tôi không thể diễn tả nổi cái niềm vui trong con người tôi lúc đó. Một sự đoàn viên sau những ngày xa cách. Vừa mới tới đầu làng, tôi gặp ngay chú Tùng, con ông Chính. Chú nói hãy khoan về nhà và nói chuyện với chú cái đã. Tôi và chú ghé vào quán nước đầu làng ngồi nói chuyện. Chú Tùng nói, trước tiên chú xin lỗi vì đã đổ quan cho cháu giết ông Chính. Chuyện qua rồi đừng có nhắc nữa chú ơi. Chú biết cháu quay lại đây là vì em qua. Thật lòng mà nói chú không có ghét bỏ gì cháu, nhưng với tư cách người cha người chú không có muốn gả con cho cháu. Có mỗi đứa con gái muốn gả bán vào chỗ tử tế, cháu chỉ là cái thằng mồ côi tứ cố vô thần, chú không có thể gả được. Câu nói của chú như gáo nước lạnh dội vào gáy bất ngờ. Không ngờ chú ấy lại có sự phân biệt giàu nghèo như vậy. Tôi trả lời, cháu thật lòng yêu Hoa, tiền bạc sau này cháu sẽ kiếm. Nói thật với cháu nghe, Hoa đã đồng ý gả cho một người có điều kiện tốt ở làng bên rồi. Ngày kia đã là ngày nhà trai đến dạm ngõ. Nếu cháu thật lòng yêu nó, muốn cho nó hạnh phúc, hãy tránh thật xa, đừng có bao giờ về đây nữa. Chú không có bao giờ gả con cho cháu đâu. Nói xong, chú bỏ đi luôn, không có thèm nói thêm một lời nào. Còn lại một mình, tôi ngồi rất lâu để suy ngẫm về cuộc đời. Hoàng hôn màu tối sẫm đang từ từ buông xuống miền Trung Du, thật là êm đềm, dịu nhẹ. Tiết thanh minh, trời đã ấm lên, nhưng vẫn còn hơi lạnh se se dương dứt bởi cái làn sương chiều mờ đục rơi lãng đãng. Gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng con chim dịch. Nó thất thanh kêu hốt hoảng như ai đó mất dịch đang đi tìm. Đàn trâu bò về chuồng vang lên những tiếng mõ đeo ở cổ chúng kêu lên lộc cộc. Những âm thanh đó đã tạo nên một khung cảnh miền quê khi chiều muộn thật là đẹp. Cuộc đời của tôi đã trải qua bao nhiêu gian nan cực khổ. Mục tiêu cuối cùng là tự do và cưới em qua làm vợ. Giờ đây, cơ sự lại ra thế này. Đúng là điều kiện của tôi lúc này rất bi đát. Tôi chỉ là một kẻ mãn hạn tù, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không có gia đình và người thân. Đúng là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, cũng không có thể trách Hoa và chú Tùng được. Ai lại muốn đi lấy cái thằng như vậy chứ? Vẫn có câu, thế gian chuộng của chuộng công, chứ ai lại chuộng người không có gì. Tôi viết lại mấy chữ, gửi nhờ chủ quán đưa giùm cho Tỉnh, báo rằng mình đã ra tù, rồi đi thẳng ra bến xe. Trời đã tối, không có xe đi ngược, tôi đành phải ngồi chờ tới 5 giờ sáng mới có xe ngược.
Cả đêm tôi không có hề chợp mắt bởi có rất nhiều muỗi, nhưng chủ yếu do tâm thần bị bấn loạn. Tôi ước gì lũ muỗi kia có thể khiêng tôi đi mà đốt cho chết đi. Tôi trở lại Đầm Hồng trong tình trạng hoàn toàn suy sụp cả thể xác và tinh thần. Tuấn đã xây được một căn nhà nho nhỏ ven sườn núi. Nó nói xây căn nhà đó để khi tôi ra tù lấy vợ sẽ có chỗ ở. Vậy mà tôi lại trở về với nỗi thất vọng lớn hơn cả trái núi. Tôi sốt cao, nằm ly bì tới mấy ngày. Đầu óc trống rỗng quay cuồng, trái tim quặn đau như nhỏ máu. Tôi bỗng nhớ tới một bài thơ của tác giả nào đó. Họ cưới em rồi, anh cưới ai, cho lòng đỡ lạnh với đêm dài. Nhớ câu ước hẹn lời thơ cũ, mà giận thấy ai đã mất rồi. Sau vài ngày tôi khỏi bệnh, nhưng chân tay vẫn còn rã rời, tinh thần bãi quải. Tôi hiểu rằng thời gian sẽ là phương thuốc thần tiên để cho tôi quên đi tất cả. Con người vẫn phải sống. Tôi bắt đầu tham gia lao động, công việc sẽ làm cho tôi nguôi ngoai bớt phần nào. Một buổi chiều tôi đang dưới hầm lò thì mọi người gọi lên có người ở dưới xuôi lên gặp. Điều tôi bất ngờ nhất, người đó chính là Hoa. Tình yêu đúng là một thần dược tuyệt diệu nhất. Bao nhiêu mệt mỏi trong người tôi tiêu tan. Em kể lại. Ba của em cứ bắt ép gả cho một người ở làng bên, nhưng em không có chịu. Hôm trước anh tỉnh cho biết anh đã về tìm em và bị ba em đuổi đi. Em quyết định trốn đi theo anh. Lấy anh, em không có sợ khổ sao? Không, em yêu anh. Cả đời theo anh, sợ cái gì sướng khổ chứ. Tôi ôm chầm lấy Hoa mà hôn thật nhiều, thật cuồng nhiệt lên môi nàng. Nụ hôn này chờ đợi đã mấy năm nay. Chúng tôi tổ chức một tiệc cưới nho nhỏ, có vài người dân địa phương và mấy người bạn tham gia. Đám cưới được trang trí bằng hoa rừng, rượu men lá và những món ăn có từ núi rừng. Không có gì tuyệt diệu hơn đêm động phòng hoa chúc trong căn nhà ven sườn núi. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi muốn hát lên thật lớn một ca khúc mà tôi rất thích. Ngày xưa anh nói, anh yêu có em thôi, không ai ngoài em hết. Tuấn nó dọn ra ngủ ở ngoài láng, nhường lại căn nhà cho vợ chồng của chúng tôi. Lúc này, việc làm ăn cũng có nhiều thuận lợi. Tuy không có trúng mỏ, giàu có, nhưng cũng có đủ ăn tiêu rủng rỉnh. Một hôm, chú Tùng, tức là ông nhạc của tôi, tìm đến nơi. Ông chửi bới tôi và Hoa rất thậm tệ. Ở làng ai cũng nói ông có đứa con gái bỏ nhà theo trai. Bây giờ xấu hổ không có dám thò mặt ra khỏi nhà. Người nhà quê rất hay sĩ diện với những cái điều vớ vẩn đó. Còn cái chuyện hạnh phúc cả cuộc đời lại không để ý tới. Ông còn nói nếu Hoa không về, từ nay sẽ từ mặt không có còn cha con gì nữa. Hoa đã khóc rất nhiều. Tôi cứ kệ ông nói, hằng ngày cứ phục vụ cơm rượu ba bữa, rượu vào lời ra, ông càng chửi tợn hơn. Trời không có chịu đất thì đất chịu trời. Cha mẹ bao giờ cũng phải thua quyết định của con cái. Nước mắt chảy xuôi, chửi thì chửi, trong lòng vẫn thương. Ghét của nào trời trao của đó. Ông nhà cũng ghét tôi lắm, nhưng tôi lại là chồng của con gái ông ta, nên muốn ghét cũng không có được. Ông nhạc ở hai ngày chửi chán rồi cũng cáp đít về quê. Vài ngày sau, mẹ vợ tôi lại lên. Khác với chồng, mẹ bao giờ cũng thương và gần gũi với con gái hơn. Bây giờ, sự việc đã rồi, gạo nấu thành cơm, không đồng ý cũng không được. Tao đã thuyết phục cha mày đổi ý rồi. Tụi mày hãy thu xếp về quê để mẹ làm vài mâm bố cáo với bà con làng xóm và anh em họ Mạc. Cho cha mẹ đỡ mang tiếng có mỗi một đứa con gái lại bỏ nhà theo trai. Tôi đồng ý với ý kiến của bà. Dẫu sao chuyện vợ chồng vẫn phải có một cái đám cưới chính danh ngôn thuận và được luật pháp công nhận. Con gái người ta nuôi lớn không có thể theo không mình được. Hơn nữa cũng nên để cho gia đình nhà vợ có chút thể diện với làng xóm. Tôi đưa cho bà nhạc một số tiền coi như là tiền sính lễ. Ngoài việc phải sắm sửa cổ bàn, còn phải sắm ba cái lễ, một cái đem đến nhà bác trưởng ở bên ngoại, một cái trưởng bên nội và một cái cúng gia tiên tại nhà. Đám cưới diễn ra giản dị nhưng khá là long trọng.
Bên vợ có đầy đủ anh em, còn bên tôi chỉ có vài người bạn. Sau cùng là ra ủy ban đăng ký. Cầm tờ hôn thú trong tay, tôi chính thức trở thành người có vợ được luật pháp công nhận. Theo nguyện vọng của ông bài nhạc, muốn vợ tôi ở quê, còn một mình tôi đi làm ăn. Tôi cũng không có muốn vợ mình phải cực khổ nên đồng ý. Vợ chồng mới cưới, chia tay rất là bịnh rịn, nhưng dẫu sao cũng vẫn phải đi làm ăn, ở nhà ôm nhau mà chết đói sao. Không ngờ, lần chia tay này lại chứa đầy nước mắt và đau khổ, tưởng chừng không bao giờ được gặp lại nhau. Vậy là tôi để lại người vợ yêu bé nhỏ nơi quê nhà, rồi lên đường trở lại bãi vàng. Lúc này, nhà nước bắt đầu cấm tư nhân khai thác bừa bãi. Những hoạt động khai thác bây giờ chỉ còn vụng trộm, lẻ tẻ. Tôi và Tuấn cũng không ngoại lệ. Chúng tôi bắt đầu bàn đến kế hoạch đi tìm kho báu. Theo như chú giải trong tấm bản đồ, đây là của cải của một quan cai trị nhà Minh, trấn thủ phủ Tam Giang. Khi Lê Lợi nổi lên, vị quan này biết không có thể đem về vì xa xôi nguy hiểm nên đã cho cất giấu số vàng bạc châu báu mà y đã vơ vét. Phủ này bao gồm tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và một phần Tuyên Quang ngày nay. Kho báu được chia làm 3 phần, muốn lấy được phần sau thì phải tìm thấy cái phần đầu tiên. Các địa danh đều là tên gọi từ mấy trăm năm về trước nên việc xác định được địa điểm rất là khó khăn. Có một điều là người tàu cất giấu kho báu bao giờ cũng yểm bùa và bỏ thuốc độc ở bên ngoài, để ai tiếp cận sẽ bị thuốc độc mà giết chết. Tạo nên một cái màu sắc chết chóc duy tâm, làm cho không có ai dám bén mảng. Nơi cất giữ, họ thường xây dựng thành những ngôi miếu thờ thần linh để người ta không có dám xâm phạm. Trong hầm cất giấu, họ thường bắt một cô gái đồng trinh cho ngậm xâm và trói rồi gắn kín miệng lại. Sau một thời gian, cô gái hết xâm thì chết và trở thành thần giữ của cho họ. Trong kho báu, đầu tiên như mô tả của tấm bản đồ nằm ở chân núi hình nhân. Núi này chắc giống như hình người nên có tên như vậy. Cụ thể là dưới đáy một cái giếng ở trong ngôi miếu thuộc làng Củng, Tổng Từ Lâm, huyện Cao Bình thuộc trấn Thao Giang, phủ Tam Giang. Ngôi miếu này nhìn ra một hồ nước lớn dựa lưng vào núi hình nhân. Hai bên miếu trồng hai cây đa lớn, nóc miếu có hình hai con kỳ lân dần mặt trời. Tất cả những tên và huyện xã đã trải qua mấy trăm năm, nhiều biến cố chiến tranh tàn phá, triều đại thay đổi, tên gọi thay đổi, bây giờ khác nào mò kim đáy biển. Vậy phải bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Nếu cứ công khai đi dò la khắp nơi, lôi thôi lại bị công an nghi là gián điệp thì tù mọt gông. Thời đó còn choảng nhau với Trung Quốc, nên vấn đề an ninh vẫn được quản lý rất chặt chẽ. Chỉ cần có người lạ ngó nghiêng là lập tức bị dân quân hay công an xã sở tại hỏi đến. Sau nhiều ngày suy nghĩ bàn bạc, tôi và Tuấn nghĩ ra một kế, phải làm một cái việc gì đó để có thể đi khắp nơi mà không ai để ý tới mình. Nghĩ tới, nghĩ lui, mới nghĩ ra cái nghề bán đổi dép, một nghề rất thịnh hành lúc bấy giờ. Vậy là tôi phải đi về xuôi lấy dép, sắm sửa cái xe đạp và hai cái sọt. Hai đứa tôi, mỗi người một bộ giống y hệt nhau. Để cho giống người bán đổi dép, phải tập cái bài rao hàng. Ai dép cũ đổi dép mới đi, dép gia công chồng mang vợ ngắm, già mang trẻ lại gái mang đắt chồng. Ai mà chưa có người yêu mua đôi dép xong, cái đến chiều có ngày dép đi. Mới có tập trung rao thôi mà chúng tôi cứ cười rủ ra, mãi sau luyện tập nhiều lần mới quen. Mục tiêu của chúng tôi là đi khắp các vùng trung du và đồi núi, nơi nào có nhiều núi đồi để tìm ra cái núi hình nhân. Nơi này chắc chắn không có xa phủ Tam Giang, vậy thủ phủ của Tam Giang ở đâu vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng chắc chắn nó thuộc vùng Phú Thọ hoặc Vĩnh Phúc, lúc bấy giờ vẫn chung là tỉnh Vĩnh Phú. Dùng Tuyên Quang thì ít khả năng, vì thời đó cũng là dùng rừng núi rậm rạp, ít dân cư, xa nơi đồng bằng. Chúng tôi thuê một nhà trọ ở một huyện dùng trung du gần thành phố Việt Trì. Từ đây chúng tôi chia ra hai ngã để đi,
hẹn 10 ngày sau trở lại khu nhà trọ để báo cáo tình hình. Tuấn đi lên mạng Thanh Ba, Hạ Hòa, còn tôi đi đò qua sông Lô sang mạng Lập Thạch. Lập Thạch lúc đó là một huyện nghèo ở vùng bán trung du, có rất nhiều đồi núi. Huyện được bao bọc bởi hai con sông là sông Lô và sông Phó Đáy. Án ngữ phía tây bắc là dãy núi Sáng Sơn. Núi này nghe nói có rất nhiều loại nấm thường phát sáng về đêm nên gọi là núi sáng. Ngoài ra còn rất nhiều núi đồi nối tiếp nhau kéo dài khắp huyện. Tôi nhắm vào cái huyện này bởi hy vọng núi hình nhân ở đó. Vậy là hàng ngày tôi đi lang thang đạp chiếc xe có hai cái sọt. Mỗi lúc đến khu dân cư, tôi lại miệt mài cất lên những tiếng rao thần thánh. Ai bán đổi dép đi? Dép gia công chồng mang vợ ngắm, già mang trẻ lại, gái mang đắc chồng. Ba đôi cũ đổi một đôi mới đi. Những đôi dép gia công thời đó không có bền, nhưng rất bắt mắt. Các cô gái trẻ ở nông thôn, những cô gái quanh năm lội ruộng có những cái chân dao chỉ to bèn bẹt, chẻ ra như cái chổi rơm bết dội, lại đen và nứt nẻ ở gót. Vậy nhưng mà cô nào cũng thích làm đỏm bằng những đôi dép có hình thức lòe loẹt, độ bền chỉ 3-7-21 ngày là đứt rịa rồi đứt thật. Mục đích của tôi không có kiếm tiền ở cái việc này, nhưng vẫn cứ đông khách lại thu được lợi nhuận nên cũng ham. Trong lúc trao đổi với họ, tôi thường hỏi thăm họ về làng Củng và núi Hình Nhân, ai cũng lắc đầu không biết. Trong lúc di chuyển, tôi cũng cố quan sát xem con ngọn núi nào nhìn giống như là hình người. Tôi vào tới sát chân núi Sáng Sơn ở mạn xã Đồng Quý mà cũng không có ai biết làng Củng và núi Hình Nhân ở đâu. Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, lúc ban ngày đi khắp các xó xỉnh làng xóm, ban đêm lại xin ngủ nhờ ở một nhà dân nào đó. Đến hẹn với Tuấn, tôi lại quay về nhà trọ lúc ban đầu. Tuấn cũng không có tìm được cái gì. Nó tỏ ra thái độ chán nản muốn bỏ cuộc. Tôi khuyên nó cố gắng nhẫn nại một lần nữa. Vậy là chúng tôi lại đến xưởng sản xuất dép trao đổi những đôi dép cũ cho họ và nhập thêm dép mới. Tôi lại quay sang huyện Lập Thạch. Theo trực giác mách bảo, tôi vẫn tin rằng nơi tôi cần tìm là ở chỗ này. Thứ nhất, vùng này không có xa những trung tâm của người Việt thời phong kiến. Thứ hai, nó là nơi có địa hình sơn thủy hữu tình, nhất định sẽ là nơi lựa chọn cất giấu của cải của vị quan thời nhà Minh. Một buổi đi lỡ độ đường, tôi lạc vào một khu rừng núi ngút ngàn. Xe lại hư, đành lọc cọc giác bộ. Đi tới mấy cây số mà không thấy nhà dân hay làng bản gì cả. Tôi hoang mang tột độ, không biết tính sao, đành cứ theo con đường nhỏ gian rừng mà đi. Lúc đó chừng 8 giờ tối, trời mùa đông lạnh ngọt, bầu trời u ám không có trăng sao, từng đám mây đen kịch nó úp sụp trên đầu như cái chảo gang đốt cháy dở. Tôi có một cái đèn pin, nhưng pin đã yếu nên cũng dùng tiết kiệm khi cần thiết. Đang không biết đi đâu về đâu, chợt thấy phía trước có ánh sáng le lói. Tôi mừng rỡ dắt xe dấn bước đi tới. Mà lạ quá, khi tôi đi đến nơi thì ánh sáng đó biến mất. Mệt mỏi, tôi đành kiếm cái chỗ bằng phẳng ở bãi cỏ gian đường ngồi nghỉ. Chỗ này là đường đi, chắc không có thú dữ đâu mà sợ. Dùng núi này nghe nói hươu nai, heo rừng thì vẫn còn, nhưng hổ báo chắc tuyệt chủng rồi. Theo kinh nghiệm người đi rừng, muốn thú dữ tránh xa nên đốt một đống lửa. Tôi cũng làm như vậy. Chỉ một lát sau, ngọn lửa đã bùng lên với những tiếng nổ lách tách của củi khô. Tôi trải tấm áo mưa, tạm ngã lưng nghỉ ngơi. Chiếc xe và hai cái sọt dép để sát ngay bên cạnh. Tôi lấy lương khô ra ăn uống, rồi ngã lưng một lát cho đỡ mệt mỏi. Ngủ ở nơi rừng núi hoang vu như vậy, thú thật là rất sợ, chứ làm sao mà ngon giấc được. Cái dạo mà lạc ở trong rừng sâu, xong gặp người rừng, tôi toàn là treo lên cây để ngủ nên yên tâm hơn nhiều. Do đi lại cả ngày mệt mỏi nên chỉ một lát tôi cũng chìm vào vô thức. Con người ta không biết có phần hồn và phần xác thật hay không. Lúc đó tôi bỗng thấy cơ thể của mình thật là nhẹ nhàng. Tôi bay thoát lên trên không trung, lướt trên những ngọn cây bên dưới là những đồi núi chập trùng.
Tôi lơ mơ, không biết mình ở nơi nào. Bỗng có một cái giọng nói vang lên bên cạnh. Người kia, có phải ngươi muốn tìm ngôi miếu với chân núi hình nhân không? Nghe tiếng nói, tôi giật mình quay lại. Vừa hỏi tôi là một cô gái có gương mặt còn rất trẻ, nhưng tóc bạc trắng. Tôi đáp, dạ, đúng là như vậy, sao cô biết được? Ngươi phải gọi ta là bà mới đúng, ta đã mấy trăm tuổi rồi. Vậy chắc là bà là thần tiên phải không? Ta không phải là thần tiên, mà là ma dữ của trong kho báu ngươi cần tìm đó. Tôi sửng sốt. Thiệt vậy sao? Lạy trời lạy Phật, cuối cùng tôi cũng tìm được nó. Ngươi không thể tìm được nếu không có sự chỉ dẫn của ta. Vậy xin bà hãy làm ơn chỉ dẫn cho tôi. Các ngươi có câu nói, không có ai giúp không ai cái việc gì cả. Ta cũng vậy. Nếu ngươi làm cho ta một việc, ta sẽ chỉ cho ngươi tìm thấy kho báu. Việc gì xin lão bà cứ nói. Ta chính là thần dữ của kho báu ngươi đang tìm. Đã mấy trăm năm ta chờ ngươi đến để giải thoát cho ta. Khi ngươi vào đó sẽ thấy một bộ xương và cái xích sắt, đó chính là hài cốt của ta. Ngươi hãy mai táng cho tử tế, ta sẽ phù hộ cho ngươi. Nếu ngươi chỉ bước đến vàng bạc châu báu mà quên cái việc đó, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Dạ, cái việc đó không có khó. Tôi xin hứa, lão bà cứ chỉ dẫn. Được, ta tin ngươi. Đi thẳng về phía bắc thêm 5 dặm, thấy có một ngã ba nhỏ, rẽ trái sẽ tìm thấy ngôi miếu và núi hình nhân. Nên nhớ, lấy được bạc thì sang, bắt được vàng thì suy. Trong hang vàng chứa đầy cạm bẫy giết người, làm thế nào mà mở được hang chứa vàng? Điều này ngươi tự tìm hiểu. Ta đi đây. Nói rồi, người đó bay vụt đi. Tôi hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi rất kỳ lạ. Tất cả những điều người đó nói rất đúng với ý định của tôi. Trời vẫn còn tối đen như mực. Có lác đác vài tiếng gà rừng gáy ở trên núi. Chắc là cũng sắp sáng. Tôi là người tin vào duy vật. Nhưng điều này làm cho tôi hoang mang sợ hãi. Tâm linh vẫn là những cái điều kỳ diệu mà con người ta chưa có thể khám phá. Tôi nhớ rằng có một vị đại gia nhờ việc đi tìm trầm kể rằng, lúc ông ấy tuyệt vọng nhất trong hành trình tìm trầm thì trong một giấc mơ có một vị thần linh nói ông ta đi về hướng Tây. Ngày hôm sau ông ta làm vậy và đã tìm được cái số lượng trầm rất lớn rồi trở thành giàu có. Ông ấy còn cho tạc một bức tượng giống như vị thần ở trong giấc mơ để thờ. Tôi thao thức không có ngủ được nữa, phần vì có vài con muỗi nó cứ do ve ở bên tai, phần vì những điều xảy ra trong giấc mơ. Nếu những điều đó thành hiện thực thì quả là may mắn cho tôi. Tôi đã gần chạm tay được tới kho báu. Đang vui vì cái điều đó, bỗng nghe có tiếng động nhỏ bên phía dưới chân. Tôi ngồi giật dậy, chợt thấy đau nhói ở ngón chân. Tôi vội cầm cái đèn pin và thấy ngay một phần đuôi của một con rắn nó đang lủi vào bụi cây trước mặt. Ngón chân cái của tôi tê buốt như kim châm, nhiều vết rớm máu nham nhở hình tròn. Như vậy tôi đã bị rắn độc nó xơi một phát rồi. Kinh nghiệm khi bị rắn độc cắn tôi cũng có đôi chút từ hồi đi bè với ông chính và hồi còn ở bản của người Choang. Tôi lập tức cắt một đoạn dây nịt dẫn buộc cái xe đạp ra rồi cột chặt vô cổ chân. Sau đó dùng dao cạo lên bề mặt và cái vết cắn cho bật ra những cái răng cắn còn găm ở đó và máu cho nó ra. Tiếp nữa rạch rộng cái vết cắn và bóp cho ra máu độc. Sau cùng tôi tìm được một lá bồ cu nhai nát đắp lên vết thương. Nghe nói cái loại cây này có tác dụng hạn chế nọc độc của rắn rất tốt. Bàn chân của tôi tê đi và tím lại rất nhanh. Bởi vì tôi cột ở cái cổ chân, máu không có lưu thông được. Cùng với sự phát tác của nọc rắn. Rắn là loại bò sát bắt mồi bằng cách cắn nọc độc vào và làm con mồi tê liệt rồi chết. Tôi nghĩ mình phải nhanh chóng tìm được người cứu giúp. Tôi cố gắng đứng dậy, dắt xe đi cài nhắc lết từng bước. Chân bị rắn cắn đau đớn, tê dại rồi mất dần cảm giác. Tôi cố gắng lê được vài chục mét, bỗng thấy mắt tối sầm, tai ù đi. Tôi cố gắng kêu lên. Cứu tôi với!
rồi đổ gục xuống mê man bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn nhà lợp lá cọ. Ngồi cạnh tôi là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, có mái tóc bạc và nước da đỏ như gất. Tôi ngơ ngác. Tôi đang ở đâu đây? Người đàn ông cười hiền hậu, cất giọng rất ấm và trầm. Cậu đang ở trong nhà của tôi. Tôi là thầy Lan chuyên chữa rắn cắn. Người bị rắn cắn chỉ còn hơi thở là tôi có thể cứu được. Hồng phúc nhà anh rất tốt nên anh đã gặp được tôi. Sáng hôm qua tôi lên núi hái thuốc sớm nên gặp anh nằm mê man ở bên đường. Nhìn cái vết thương và sợi dây, tôi biết anh bị hổ mang chúa cắn. Cái loại rắn này nọc nó phát ra rất nhanh, chỉ sau một giờ có thể tử vong không có kịp cứu chữa. Rất may anh cũng biết sơ cứu và gặp được tôi sớm nên đã thoát chết. Tôi nhổm dậy để tỏ ý cảm ơn, nhưng người đàn ông đã ngăn tôi lại. Cậu cứ nằm yên đó đi, tuy đã qua cơn nghiễm nghèo, song vẫn còn chưa có giải độc được hết đó. Sau đó tôi được biết, người đàn ông đó chính là ông Lan Tị, một người chữa rắn cắn nổi tiếng trong vùng. Ông đã giữ lại cái mạng của tôi từ tay tử thần chỉ trong gang tấc. Con người tôi tin là có số, bởi số tôi chưa có tận nên mới gặp được cái sự may mắn kỳ diệu như vậy. Tôi hỏi thăm ông Lan Tị về làng Củng và ngôi miếu cổ. Ông Tị nói, đi tiếp khoảng 2 cây số nữa sẽ tới làng Củng. Đó là tên gọi cũ, bây giờ đã đổi thành làng Tân Tiến. Tới đầu làng rẽ phải, rồi đi thêm một nửa cây số sẽ có một ngôi miếu dưới chân núi hình nhân. Quả núi này giống như một cô gái đang nằm ngủ nên gọi là núi hình nhân. Trong khuôn viên của miếu có một cái giếng gọi là giếng không đáy, nước tát không bao giờ cạn. Đây là ngôi miếu rất linh thiêng, những người xâm phạm đều phát điên rồi học máu ra mà chết. Cậu hỏi tham diện ngôi miếu thì tôi cũng nói cho cậu biết. Nếu cậu tới đó để thắp nhang thì được, còn nếu có ý đồ gì đó thì thôi ngay đi, kẻo lại hối không có kịp đó. Dạ, gần đây cháu mơ thấy một vị thần linh ở đó, lại vừa tay qua nạn khỏi cho nên muốn đến đó lễ tạ. Tôi ở 2 ngày tại nhà của ông Lan Tị cho phục hồi sức khỏe rồi lên đường. Trước khi đi, tôi xin trả tiền cứu chữa, nhưng ông ấy chỉ nhận có một ít thôi. Những người thầy thuốc chân chính thường là như vậy, không có đặt tiền lên hàng đầu. Họ có đức tin cao cả chữa bệnh vì làm việc phúc đức cứu rỗi cho nhân loại. Theo lời chỉ dẫn của ông Lan Tị, quả nhiên tôi tìm thấy ngôi miếu một cách khá dễ dàng. Nó nằm khuất dưới những tán cây cổ thụ đầy rêu phong cổ kính, mái ngói rêu phong xám xịt, bờ tường nhiều chỗ đã tróc lở. Bên trong có 3 bức tượng, nhưng không phải là tượng Phật, đó là 3 ông Tam Thanh là Nguyên Bảo Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là giáo chủ sáng lập ra đạo này. Tôi biết ngôi miếu này là có một tôn giáo có những quan điểm triết học khác với đạo Phật, với đạo Khổng. Người sáng lập ra nó là Lý Nhĩ, hay còn gọi là Lão Tử, sống cùng thời với Khổng Tử, nhưng có lẽ nhiều hơn Khổng Tử vài chục tuổi. Đạo này cho rằng con người nếu chịu tu luyện sẽ đắc đạo thành tiên và bất tử. Tôi đã xem nhiều bộ phim chưởng của Trung Quốc, thường biết đến các đạo sĩ Võ Đan hay Toàn Chân Giáo chính là những người theo học đạo này. Lý Nhĩ sau khi quy tiên đã được tôn thành Thái Thượng Lão Quân, hay còn gọi là Thái Thanh Đạo Đức Thôn Tiên. Lý Nhĩ sau khi quy tiên đã được tôn thành Thái Thượng Lão Quân, hay còn gọi là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Trong sự ký Tư Mã Thiên có nói về khi Khổng Tử đến gặp Lão Tử. Lão Tử nói rằng, người bình thường thì dùng quà cáp để tiễn nhau, kẻ trí giả thì dùng lời nói hay để đưa tiễn. Ngài còn trẻ chưa có hiểu hết việc đời. Con rồng có cái vảy ngược ở sau gáy, ai đụng vào sẽ bị nó giết chết ngay lập tức. Vị quan cất giấu của cải đã cho xây dựng coi ngôi miếu để làm bình phong cất giấu kho báu, để không có ai xâm nhập. Tôi xem xét kỹ về cái ngôi miếu và cái giếng. Đó là một cái giếng kè bằng đá, có đường kính tới 2 mét. Xung quanh mọc đầy những cây dương sỉ. Bên dưới tối om, lấy đèn pin soi mới nhìn thấy được mặt nước.
Đó chính là cửa hang cất giữ kho báu. Nó được ngụy trang thành cái giếng. Chỉ có người sở hữu tấm bản đồ mới biết cách mở cửa kho báu. Trong chú giải của tấm bản đồ ghi rõ, cửa hang là nơi có nhiều cạm bẫy chết người. Vàng luôn luôn là cái thứ lấp lánh thu hút lòng tham của con người. Nó giống như những con thiêu thân lao vào lửa rồi chết mà vẫn lao. Toàn bộ số đá ở cửa hang đều trộn với thủy tinh giả nhỏ rồi trám vào bên ngoài hòn đá. Nếu đụng mạnh vào cánh cửa thì đất nền ở dưới chân sẽ bị sụp xuống. Người xâm nhập sẽ rơi xuống một cái hầm đầy chông nhọn và đá có độc ở trên trần sẽ trút xuống. Điều này không nói cũng biết, người đó sẽ mất mạng. Chưa kể cái loại thuốc độc trám ở trên đá, chỉ cần một vết xước nhẹ, thuốc sẽ ngấm vào máu. Người nhiễm độc sẽ phát điên rồi hộc máu ra chết. Ngoài ra, rất nhiều chỗ ở ngôi miếu cũng tẩm thuốc độc. Bởi vậy, nó tạo ra một màu sắc chết chóc và trở thành chốn linh thiêng cho mọi người sợ hãi. Người Tàu rất thâm thúy và tàn nhẫn trong việc giữ gìn của cải. Có thể sau khi chôn cất, họ cũng giết luôn những người thợ xây dựng kho tàng. Như vậy, nếu nghĩ theo góc độ tâm linh, đã có rất nhiều hồn ma chết oan khuất lãng vãng ở nơi này. Tôi là người sở hữu tấm bản đồ, nhưng vẫn phải nghiên cứu tới hàng chục năm mới biết rõ những cái điều đó. Vậy cách vào hang như thế nào để an toàn tôi sẽ nói kỹ ở phần sau. Lúc này tôi chỉ xem xét kỹ địa hình và đặc điểm của ngôi miếu và cái giếng rồi quay trở lại nhà trọ, nơi mà tôi đã hẹn với Tuấn. Hai ngày sau, Tuấn cũng trở về. Nó gầy đen rất nhiều. Cái anh chàng trùm lưu manh móc túi ở Hà Nội trở thành người đi đổi dép nhìn thật là ngộ nghĩnh. Cái vẻ dữ dằn trong con người của nó biến đâu mất. Vậy mới biết tâm sinh tướng, nghề nghiệp tạo ra tướng mạo, thiện ác từ tâm con người mà bộc lộ ra bên ngoài. Tôi thông báo cho nó đã tìm thấy địa điểm cất giữ kho báu. Nó và tôi đều rất mừng. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho kế hoạch khai quật kho báu. Cần phải có một bộ quần áo bảo hộ thật dày, khẩu trang và găng tay bảo hộ. Những thứ này để tránh cơ thể bị những vết xước gây chết người. Tiếp đến, phải có một cái xà beng và dây thừng cùng thang dây và đèn pin thật sáng. Chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi chờ tới ngày 16 trăng tròn sẽ quay trở lại đó. Khi thiết kế ngôi miếu, người ta đã xây ngầm các cơ quan bẫy ở dưới lòng đất. Ở bên ngoài thì cái giếng và ngôi miếu nằm tách biệt nhau, nhưng kỳ thực nó có liên quan mật thiết đến nhau. Giếng được thông với một hồ nước gần đó, cũng vì vậy mà không ai tác được cạn giếng. Trong miếu có một cái chốt, chỉ khi kéo cái chốt này thì ngách giếng thông ra hồ sẽ đóng lại. Nước trong giếng sẽ chảy đến một cái chỗ sâu hơn. Giếng hết nước, cửa hang sẽ hiện ra. Vị trí chỗ đặt chốt lại phụ thuộc vào một cái lỗ ở trên nóc nhà. Vào đúng ngày trăng tròn, ánh sáng của mặt trăng soi qua cái lỗ thủng sẽ rọi xuống nền nhà vào cái chỗ nào thì chính là chỗ đặt chốt. Nếu đào sai vị trí, sẽ chạm vào cái bẫy ở dưới nền nhà, ngôi miếu lập tức đổ sụp trong giây lát, đè chết kẻ xâm phạm. Muốn mở được cửa hang, nhất định phải có mặt ở miếu vào đêm 16 trăng tròn. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chúng tôi nghỉ ngơi, chờ đợi tới ngày 16. Sáng hôm đó, chúng tôi dậy sớm, ăn uống nô nê, rồi lên đường di chuyển đến ngôi miếu. Lần này, chúng tôi cải trang thành những người đi đào ao, đào giếng. Thời đó, luôn có một bộ phận người lao động phổ thông làm cái nghề gọi là đào ao, thả cá, đập đá, nung vôi, đốt đồi, trồng sắn. Hằng ngày họ đi vào các làng xóm để tìm việc. Chúng tôi cải trang như vậy để không ai bị chú ý. Con đường sang huyện Lập Thạch bắt buộc phải đi đò qua sông. Thời đó phương tiện còn hiếm nên mỗi bến đò chỉ có một hai cái thuyền đóng bằng gỗ. Chất lượng thì không ai kiểm định. Có khi dùng tới vài chục năm. Các vụ đắm đò thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở đâu đó bởi những con thuyền mục nát đã quá hạn sử dụng. Tôi là người rất nhạy cảm với những điều rủi ro hay may mắn sẽ xảy ra trong tương lai. Hình như tôi có giác quan thứ sáu hay có một khả năng đặc biệt gì đó.
Trước hôm lên đường đi lấy kho báu, tôi ngủ mơ thấy mình bị ai đó đâm chảy đầy máu. Theo kinh nghiệm dân gian, có ba thứ nếu ngủ mơ thấy là có điềm dữ sắp xảy ra. Thứ nhất, mơ thấy rụng răng. Thứ hai, mơ thấy người đẻ. Thứ ba, chính là mơ thấy máu. Sáng ra, tôi băn khoăn lo lắng về cái điều đó. Nhưng lúc đó, chỉ nghĩ cái điều rủi ro nếu có, nó xảy ra ở nơi chôn giấu kho báu. Tôi định quản chuyến đi lại. Tuấn nó nói, mày thì ăn no đánh giấm, ngủ lắm chìm bao. Không có đi, lại ăn đợi nằm chờ một tháng nữa mới tới ngày 16 đó. Tao đêm nào mà không có mơ thấy có sao đâu. Tiền cũng sắp hết rồi nè. Nghe nó nói vậy, tôi thấy cũng có lý. Số tiền dành cho cuộc tìm kiếm cũng đang cạn dần. Miệng ăn sông băng núi lở, chờ cả tháng thì sốt ruột lắm. Thôi thì cứ đi, số mình khổ, nhưng lại phúc không có chết được đâu mà sợ. 5:30, chúng tôi xuất phát. Hai đứa hai chiếc xe đạp, trên xe chở đồ rất lỉnh kỉnh. Hôm đó trùng vào cái buổi chợ phiên ở bên kia sông, nên bến đò rất đông. Mọi người chen chân lên thuyền, ai cũng muốn đến chợ sớm để mua bán những cái món đồ của mình cho thuận lợi. Các cụ nói không có sai, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Số lượng người ở lên đò rất đông, thuyền đã cũ nên cũng rất nguy hiểm. Nhận ra cái điều này, tôi muốn lên bờ không có đi nữa. Nhưng chúng tôi đang ở giữa thuyền, lại còn có xe không có thể quay lên được. Con đò lại chèo bằng tay nên di chuyển rất chậm. Thuyền ra khỏi bờ khoảng hơn 100 mét, bắt đầu có sự cố. Do chở nặng nên phần giữa con đò bắt đầu quằn xuống. Một số gỗ ghép thuyền bắt đầu nứt ra, nước tràn vào trong khoang. Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Lái thuyền động viên mọi người giữ bình tĩnh và cố gắng chèo thật nhanh. Một số người cố gắng dùng mũ nón tát nước ra ngoài, nhưng không được bao nhiêu vì đông người quá không có chỗ mà tát. Trên thuyền bắt đầu xảy ra hỗn loạn. Quan gánh thúng bụng của các bà đi chợ rất nhiều. Tôi đã nghĩ ngay trong đầu phương án thoát thân. Xe đạp và dụng cụ chắc chắn bỏ lại. Các vụ đắm đò thường chết rất nhiều vì cứ tìm người nọ níu vào người kia. Con người khi rớt xuống nước, chụp được cái gì họ sẽ bám rất chặt. Người bị bám có bơi giỏi cũng không có thoát ra được. Bên cạnh tôi là một thiếu phụ có đứa con trai khoảng 3 tuổi. Cổ rung nhong nhóc và con khóc lóc gian nài. Có ai biết bơi không? Cứu con tôi với. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Tuấn sẽ nhảy ra khỏi thuyền trước khi nó chìm, kẻo lại chết một nút. Tôi là dân sông nước nên có thể thoát được. Tôi thoáng có chút tranh đấu tư tưởng. Cháu bé thật là tội nghiệp, nhưng cứu nó không phải dễ dàng. Cũng có thể mình sẽ không đủ sức để bơi vào bờ. Nghe bà mẹ khóc lóc cầu xin mà não cả lòng. Không còn thời gian nữa, con thuyền đang chìm từ từ xuống. Một số người biết bơi đã lao xuống nước. Điều này làm cho con thuyền nhẹ đi, nhưng cũng tạo một lực đẩy làm con thuyền chao đi. Tôi nhanh chóng giật lấy đứa bé trong tay mẹ của nó rồi lao nhanh xuống nước. Đang mùa đông, nước sông lạnh buốt, đứa bé bị cướp khỏi tay mẹ bất ngờ, nó khóc ré lên và ra sức giãy giụa. Điều này làm cho tôi rất khó khăn, một tay cố gắng ôm chặt lấy nó, một tay khua nước để bơi. Tôi là người bơi rất khỏe, nhưng lúc này trên người mặc bộ đồ bảo hộ rất dày và đã ngấm nước nặng chịch. Cộng thêm nước rất lạnh và phải ẵm đứa bé giơ lên cho nó khỏi sặc nước nên bơi rất khó khăn. Tôi chọn cái hướng bơi quay lại bờ lúc đầu vì phía này gần bờ hơn và dòng nước không có chảy xiết. Tuấn cũng đang bơi sau tôi khoảng chục mét. Lúc này con thuyền đã chìm hẳn. Trên mặt nước đang lềnh bềnh những cái thứ như quan gánh thúng bụng. Tiếng la hét bên bờ, tiếng người kêu cứu thất thanh. Những cái đầu đang cố giả gạo trên mặt nước. Có một vài cái thuyền đánh cá ở đó cũng lao đến trợ giúp. Tôi đã rất mệt, gần như kiệt sức, vẫn đang cố gắng để bơi. Lúc này tôi phải bơi ngửa, mượn sức chảy qua nước để men dần vào bờ. Đứa bé để ngồi ở trên ngực, lúc này nó đã hết khóc và giãy giụa nhưng đang lả đi vì lạnh. Chắc chỉ còn khoảng hơn chục mét thì tới bờ. Chỗ này bên lở nên nước sâu vào tận bờ. Tôi bắt đầu kiệt sức hoàn toàn.
Sắp tới đích, bao giờ con người ta cũng dễ bỏ cuộc nhất. Người của tôi đang chìm đi, cố gắng đạp chân nhoi lên nhưng vô vọng. Tôi đã kiệt sức hoàn toàn và sẽ chết. Nghĩ như vậy, tôi đành buông xuôi thả người chìm nghiễm xuống đáy nước. Khi tôi vừa phó mặt để chìm xuống, chợt nhận ra phần chân đã chạm đất. Như có một sức mạnh kỳ lạ, tôi vùng dậy, nước chỉ còn đến ngực. Tuấn cũng vừa bơi tới từ đằng sau. Nó đón lấy đứa bé từ tay tôi rồi dìu vô bờ. Bên trên cũng có mấy người dân chạy đến hỗ trợ. Cháu bé lập tức được hô hấp nhân tạo, ấn tim và thổi nghẹt. Rất may nó đã tỉnh lại và khóc toáng lên vì sợ hãi. Lần chết hụt này sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong ký ức tuổi thơ của nó. Tôi kiệt sức nằm vật ra bờ để thở tới 15 phút mới ngồi dậy được. Một người dân tốt bụng nào đó đã đốt lên một đống lửa cho chúng tôi tạm thời sưởi ấm. Tôi cởi bộ quần áo ra vắt hết nước rồi lại mặc vào và ngồi hông ở bên đống lửa. Điều kỳ diệu xảy ra là mẹ của cháu bé cũng thoát chết nhờ chụp được cái can nhựa. Sau đó được một thuyền chài vớt lên. Có rất nhiều người thoát chết nhưng cũng có tới mười mấy người chết và mất tích. Một nỗi tang tóc đau thương bao trùm khắp mặt sông và hai bên triền đê. Những tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết của thân nhân họ làm cho nỗi bị thương ấy tăng lên gấp bội. Một số người thì quỳ sụp xuống lạy trời đất hoặc lầm rầm cầu nguyện. Lúc này tôi mới hiểu tại sao đi đâu người ta cũng chúc nhau thượng lộ bình an. Tai nạn giao thông luôn là nỗi mất mát bất ngờ, thương đau không có chừa một ai. Những người theo đạo Phật thì luôn miệng A-di-đà Phật. Tôi và Tuấn đã thoát chết nhưng gần như trắng tay, xe đạp dụng cụ đều mất cả. May sao vẫn còn chút tiền trong túi quần. Cha của đứa bé đã đến gặp tôi, hóa ra nhà anh ta ngay bên sông. Sáng hôm đó, vợ anh đưa con sang thăm quê ngoại ở bên kia sông, không ngờ lại xảy ra sự cố. Anh cảm ơn chúng tôi rất nhiều và tha thiết mời chúng tôi về nhà anh nghỉ ngơi. Trong lúc không còn gì để mất và rất là mệt mỏi, tôi cảm thấy cũng cần một chỗ nghỉ ngơi, cho nên đã nhận lời. Anh Thắng, cha của đứa bé, thịt một con gà làm cơm thết đại chúng tôi. Có thêm mấy người họ hàng, nhà anh cũng đến. Tất cả cùng nâng ly chúc mừng sự tai qua nạn khỏi của vợ con anh. Tôi làm mấy chén rồi xin phép nghỉ trước vì thấy trong người rất mệt mỏi và khó chịu. Dự kiến đến kho báu vào đêm trăng tròn hoàn toàn phá sản. Tôi đành chờ đến 16 tháng sau. Lúc đó tôi thấy mình sổ mũi và húng hắng ho. Tôi nghĩ chắc mình chỉ cảm lạnh do ngâm lâu ở trong nước. Triệu chứng của bệnh này tôi đâu có lạ cái gì. Đau đầu như búa bổ, sổ mũi như vỡ đê, nước mắt chảy tràn trề. Tôi bị cảm lạnh. Không ngờ đến ngang chiều, ho rất dữ dội và lên cơn sốt đùng đùng. Mặt tôi đỏ căng, trán nóng như lửa, mình mẩy đau như dần, đặc biệt đau nhất ở đầu gối và thắt lưng. Anh Thắng mời đến một ông y sĩ khám bệnh cho tôi. Ông này lấy ống nghe, khám rồi nói, tôi đã bị viêm phế quản cấp, cần phải điều trị gấp bằng kháng sinh. Thời đó có hai loại kháng sinh hay dùng phổ biến là penicillin và streptomycin. Hai cái loại thuốc này rất hay phản ứng nguy hiểm, nên trước khi tiêm phải thử phản ứng thật cẩn thận. Tôi là người rất can đảm, không có sợ hiểm nguy, nhưng thú thật lại rất sợ chích. Lúc ông y sĩ thọc cái kim vô, tôi phải nghiến răng quay mặt đi chỗ khác. Tôi sốt cao liên miên suốt đêm. Lúc này tôi thấy nhớ gia đình tha thiết. Nếu ở nhà, tôi sẽ được vợ mình chăm sóc. Tôi cảm thấy mình đáng trách vì đồng tiền mà bỏ vợ ở nhà trông đợi ngày đêm tới mấy tháng. Tôi muốn đi tìm kho báu, không phải vì riêng bản thân tôi mà còn vì Hoa nữa. Tôi muốn cho vợ mình có một cuộc sống tốt đẹp, để cha vợ đỡ khinh tôi là cái thằng nghèo kiết xác. Cuộc đời đã đi kiếm tiền, không có cái gì là dễ dàng, không có cực khổ. Con đường đến vinh quang luôn trải đầy chông gai và vực sâu thăm thẳm. Tới sáng thì tôi cũng giảm sốt. Chị chủ nhà nấu cho tôi một chén cháo và một nồi nước sông. Tôi ăn xong rồi xong,
mồ hôi vã ra như tắm, người nhẹ nhõm hẳn đi. Ông y sĩ nói ít nhất phải chích mấy ngày mới khỏi hẳn được. Tôi đành ở lại thêm đó mấy ngày. Đến chiều, anh Thắng nói thợ lặn đã vớt được mấy cái xe đạp, có thể ra để nhận lại. Mừng quá, tôi và Tuấn ra bến sông xem sao, thì quả nhiên thấy xe đạp của mình được vớt lên. Tôi trả cho họ chút tiền thù lao rồi lấy xe về, đem đi rửa ráy và bôi lại dầu mỡ cho trơn tru. Cuối cùng mọi rủi ro cũng trôi qua, dẫu sao vẫn còn tính mạng là tốt rồi. Trong lúc chờ đợi đến ngày 16 tháng sau, tôi định về thăm vợ, nhưng với hai bàn tay trắng, rồi lại quyết định không đi nữa. Kẻ chiến thắng trở về bao giờ cũng tự hào hơn là người thất bại. Vợ tôi thì không có đặt chuyện tiền nong thành vấn đề, nhưng tôi hình dung được ánh mắt khinh thường của cha vợ. Và rồi cũng tới ngày 16, có điều tôi lo ngại là trời đang chuyển gió mùa, những đám mây đen kéo về đầy trời có thể sẽ mưa và không có trăng. Chờ đợi thêm tháng nữa, không khéo tôi phát điên đó. Để không có gây sự chú ý của người dân địa phương, trời tối thật, chúng tôi mới đến ngôi miếu. Cuối cùng, điều lo lắng của tôi cũng xảy ra. Trời bỗng đổ một cơn mưa rào như trút nước. Cơn mưa trái dụ lại còn có sấm sét nổ đùng đoàn ở trên bầu trời. Theo duy tâm, đó là những điểm gỡ cho những người sắp làm việc lớn. Vậy là nỗ lực chờ đợi của tôi đã tiêu tan trong giây lát. Theo những giọt mưa sợi dài sợi ngắn, đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đành phó mặc cho số trời. Buồn quá, tôi đành trải tấm vải mưa ra một góc miếu mà nằm ngủ. Đêm hôm trước do hồi hộp mà tôi không sao ngủ được, đành phó mặc, lo buồn cũng không có ích gì. Đang say sưa trong giấc mộng Nam Kha thì bỗng có người lay mạnh vào người. Tôi tròn mở mắt, thấy ngay cái bộ mặt hớn hở của thằng Tuấn. Dậy đi, ra ngoài mà coi kìa, bây giờ là lúc nào rồi mà còn ngủ nữa. Tôi vực dậy theo nó ra sân. Thật là kỳ diệu, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Những đám mây đen đã kéo đi đâu hết, dần trăng 16 tròn dành dạnh treo ở trên cao. Ánh trăng mùa đông sắc lạnh buốt giá, màn sương mờ nhẹ, rất kỳ ảo. Tôi ôm chầm lấy thằng Tuấn vì sung sướng. Cái đồng hồ sinh cô của tôi chỉ 11 giờ, như vậy còn một tiếng nữa sẽ 12 giờ. Thời điểm đó là giữa giờ tí, ánh trăng sẽ rọi vào nơi đặt chốt của cái giếng. Rồi cũng đến thời khắc tuyệt diệu đó. Quả nhiên, trong ngôi miếu tối om, tự nhiên xuất hiện một chấm sáng to bằng quả trứng gà ngay ở góc chân bệ thờ. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng chờ đến được thời điểm quan trọng này. Dùng con dao khéo léo tách viên đá lát nền lên, đào thêm 20cm, thấy có một hòn đá tròn, đó chính là cái chốt. Tôi dùng cái chui xà beng thúc mạnh vào hòn đá, bỗng nghe có tiếng gian và rung chuyển trong lòng đất. Chúng tôi chạy đến ngay cái giếng, soi cái đèn pin xuống, thì thấy mặt nước đang lay động, nước đang từ từ rút đi. Được một lát, đáy giếng đã cạn trừ. Tôi dùng dao phát những cây dương sỉ mọc quanh giếng cho quang đãng. Lúc này xảy ra một vấn đề tranh cãi giữa tôi và Tuấn. Ai sẽ là người xuống giếng và ai là người ở trên? Xuống giếng là gánh chịu sự nguy hiểm, có thể mất mạng. Tôi nói tôi là người nghiên cứu kỹ tấm bản đồ nên để tôi xuống. Tuấn không nghe, nó nói tao có một thân một mình, nếu có gì rủi ro cũng không có sao. Mày còn có vợ, mệnh hệ gì cô ấy sống làm sao nổi. Trong tất cả các công việc, chúng tôi luôn nhường nhịn nhau và hợp tác ăn ý. Cái chuyện này thì phải bốc thăm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Số Phận Cuộc Đời, tác giả Đặng Lê Hùng. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7, cũng là tập cuối. Xin chào tạm biệt.